Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình đấy. Hôm nay là mình sẽ không chơi anh Block nữa. Tại vì như các bạn đã biết là skin cuối cùng nó cũng na ná cái skin thứ hai, nên là nó đẹp đẹp màu xanh thôi. Nên mình sẽ không chơi tiếp anh Block nữa. Hôm nay là mình sẽ chơi một con rồng là chúa của thánh Ino, quên nhá, chúa tức là hơn của thánh Ino ấy. Ino tiến hóa hay sao ấy, chính là electric dragon, nhưng mà nó có tên là Chora Zoa ấy, kiểu cái gì thì con này là ở hệ .. và con này bắt buộc phải nâng cấp các nhá ấy, bắt mình nâng cấp tất cả cái này để full cái con này. Và con này hình như nó không có skin con ạ. Ok, giờ mình sẽ tiến hành việc nâng cấp nào. Ok, up lên hết máu cho nó nào. Đây đấy, 10 gem để nâng cấp tiếp theo này. Mỗi lần như vậy nó sẽ cho update này, đơn giản như đan dỗ thôi quân ạ. Update hết cho nó luôn, mạnh nhất thiên hạ ấy, mạnh nhất thế giới của loài rồng sinh sống ấy. Mặc dù là dòng này không biết là nhớ nhá đừng có động vào ổ điện ấy. Con này gọi là chui từ dây điện, từ trên trời xuống đất, chui vào dây điện ấy, chui vào ổ điện ấy. Bạn mà động vào điện giật dê chết từ từ ấy, không chết từ từ đâu, nhiều khi chết người ta. Có vẻ con rồng này khá là đẹp mà nãy anh nhìn chưa, dù nó ôi nó có 3 đuôi. Ôi rồi, con rồng kỳ quái gì đây, 3 đuôi đầu đầy xét này, thân nó cũng có xét này. Nói chung con này rất là bá con ạ, nhưng mà nhìn nó giống con lươn lạ thật. Ôi dọ ha, nó xoay vòng tròn con ạ, kiểu Santo, quay vòng tròn đơn giản thôi, chẳng thì nó nói em sao cả. Ok, đây chính là những giây phút maximum cho nó ấy, mọi người nâng cấp cho nó mất nhiều tiền cũng nổi nào. Ok rồi, hay mình đã nâng cấp maximum cho anh rồi, anh này đạt được 4 pet con ạ. Thôi không cần đạt pet gì cả, anh này vẫn báo nên go. Chó sửa là ui, chó sửa là go con nhá ấy, nên mình nói go tức là đi thôi ấy, chứ không phải là chó sửa đâu. Còn đây này, đây là level của nó con nhá ấy. Cái này nó có ba cái chức năng đặc biệt này. Đầu tiên là cái gì đây, epic. Thế nào, wow, nó to cán cả mình luôn các bạn ơi, kinh khủng không. Wow, có cái set ở dưới chạy đây này, từ con này to đấy, có set dưới này này. Ui, cái này là cái gì đây, cái trong người này, cái này kiểu viên bi ấy, không phải cái dây đúng không, cái gì viên bi đúng không, viên bi tích điện là ta. Mình sẽ chọn xem con này có 3 đuôi đấy chưa. Ô, con này uốn lượn rất là kinh quân ạ. Con này có 3 đuôi quân ạ ơi. Sao mình không ba con bé gì mà có cái dây điện dưới này, mình thấy kinh không nào. Giờ mình sẽ phóng. Wow, đây ác hẳn là một con rồng rất là mạnh các bạn ạ. Các bạn có thấy không, nhìn này, ví dụ con này đúng không các bạn, nó vẫn còn sống chơi đúng không. Mình phóng này đấy, khi mình mấy cái dây điện này là khi mình phóng bút là nó sẽ giật điện các bạn ạ. Ai đấy loài thì chưa, nhưng ví dụ vậy mình phải ăn không đúng không, giờ mình giật. Holy shit này, holy shit, không biết chưa, người khổng lồ cũng phải bị treo cháy thành than luôn. Đây ắc là chúa của Ino rồi, hơn của chúa ấy. Chúa ngựa, không biết con này máu như trâu như thế nào, nhưng mà thử úi giời, mạnh. Máu này thì không trâu lắm quân ạ, được cái lúc nó phóng bút rất là kinh. Bố là Ino đây, thằng nào là chống chịu lại là mình sẽ điện giật tê chết từ từ. Hết rồi,
Thế rồi, hết ra là hay hết điện làm sao mà hết điện là phải điện rồi ai chưa. Điện giật xuyên đá không đấy. Nhìn này, anh há mồm lên này, anh nhìn đây, anh nhìn này. Cái con cá vậy rồi. Ui, giật nát quả bom luôn quân ơi, kinh vãi rồi luôn. Wow, các bạn thấy chưa, wow, này gì một phát nát bọng, không biết nó nát được tòa nhà đâu không các bạn ạ. Wow, nó phun ra điện bạn ạ, đúng chất dòng điện luôn, ngầu loài. Là không hết bố bút rồi, hay nhỉ. Ok, mình vẫn phải phóng điện được, điện xanh mình thì điện đỏ ấy. Để sao có bom mình không giật được, tức là những quả bom mà mình không thể động vào được. Các bạn tin mình xông qua khu vực này mình sẽ chỉ cần một hit thôi không? Láo này, đứa nào vào đây mình giật hết. Chả hiểu sao nữa, nếu mình không phóng bút đúng không, thằng nào dính điện nó vẫn chả làm sao cả. Nhưng mà mình khi mình phóng bút thôi là kho này dần rất là phá cháy đấy. Có giật được cái không giật được cái máy cầu đá cũng đã, tại vì máy cầu đá không phải sự sống. Sao mình sẽ đi sang khu vực rồi. Thôi là heo hùng cương kìa, mình sẽ đi sang khu vực gọi là khu vực nào ta, cái khu vực kinh đô ấy, khu vực của những bánh kinh đô, khu vực của giờ kinh. Vừa lao ra đã thấy anh giật tê tê đi này đi. Đứa nào thích tê tê phê phê không, anh cho hết này. Wow, ui giời, đầu xanh, dòng ui một hit ba con dòng cháy thành than luôn bạn ơi. Kinh khủng bom này. Toàn cú này, cú mèo à, dòng này heo. Cái con này săn mấy con heo kinh cương rất là kinh bạn nhá. Bom mạnh quá ơi, rồi what, giật cháy cả máy luôn bạn ơi, kinh khủng, giật cháy cả máy của thằng kia luôn, cái máy của cái con con thì ta mình quên mất tên, máy của mấy bạn là máu bộ ai sợ. Không biết đây điện dưới nước mới là kinh bạn luôn, điện thì nó lan dưới nước đấy, không phải dạng vừa đâu. Bi là hà nó cắn mình đấy. Rồi bam bai này, tức là ma cả rồng ấy đấy, điện dưới nước mới lan rất là kinh này. Này thì đây điện dưới nước đây, nó đập con này nấp nhanh lên trên. Thôi vừa đi không tí thôi mà quả bom nó lên rồi. Này thì mặc dù máu của này hơi ít các bạn ạ, đấy là mình đã chịu luôn. Con này phun lửa khá là lâu, ăn hết rồi, mình ăn một lèo hết luôn rồi, hết luôn thức ăn rồi, bom còn chả có một quả. Một phát thôi là mình ăn kẹo rồi. Ôi, xong rồi mình đói rồi. Ôi kìa, tìm thấy dòng điện mà đói, dòng điện mà ăn rơi. Chắc là sao anh đói rồi, dòng điện anh bị cố zona nên anh đói. Này thì dòng, ui con dòng khổng lồ màu tím đấy mà, một hit cổ. Wow, này thì dòng vàng đấy. Rồi này anh em chuẩn bị nhìn này. Chiu, kinh không? Rồi quá gạo rồi tiền nhiều, có rất nhiều tiền, không lo tiền nữa. Nào không phai luôn mà electric luôn quân nhá, không phải phai luôn đâu. Ấy đây, mình vừa phun điện mình lại vừa trong phóng bút, tức là vừa phóng điện mà lại vừa giật điện nữa, rất là bá đạo. Con gì vừa bay vậy? Bay lên trời như thánh đi đô vậy nào. Ôi con này không cần dùng bút à? Có cần dùng bút đấy, để bay cao hơn nào. Ui hộp lucky block nào, lucky block
Lucky Block ngon rồi. Lucky là Block còn để hồi máu con ạ. Có một cái dãy sao, một ông sao sáng, hai ông sáng sao đến. Này thì vàng. Úi giời ơi. Thanh niên uốn lượn rất là kinh con ạ. Ôi là chết, hết máu. Nào, hết thức ăn. Này à. Ôi chết, hết thức ăn lại bay lên bầu trời là sao? Cùng bay lên trên bầu trời. À, lao xuống như một vị thần. Anh đang sống rồi. Oh no. Chết lại ra xe điện nữa chứ. Không quả ớt này. Ôi con ơi, các bạn nghĩ dòng điện nên ăn ớt không? Wow, mình chỉ cần đi một lúc thôi mà cái con này nó đã ở trên cả cái khu vực này luôn. Wow, kinh kinh khủng thật. Nào, bom vàng này. Bom vàng. Các bạn nghĩ xem dòng điện có nên ăn ớt không ta? Thấy pet mình ăn bố rồi đâu. Wow, sao toàn người khổng lồ vàng ra này. Lâu rồi không thống trị à, người khổng lồ lại thống trị à. Hết quý luôn để người khổng lồ thống trị các bạn ạ. Người khổng lồ đâu, loài mặt sau đây à. Nhìn cái mà, chúng con lên trên kia à. Có bài như thế này, dưới này. Electric God này. Chưa vừa lửa xanh vừa lửa đỏ này. Quá mạnh. Con dòng này là hệ chấm. Và con dòng này cực to các bạn nhá. Cực to lắm đây là chấm. Đừng có máu với ít các bạn ạ. Con này chỉ ngay máu cho nó. Vô lý game. Dòng điện mà lại rơi xuống cái khu vực đấy mà cũng bị hẹo. Chịu thật. Nào. Wow. Mày vòng ra đây rồi. Một hit Hino đây nào. Đấy kia cái con rồng tím lúc ấy là mình cần phải dùng bút cơ. Mà con lần này chúng rồng ngon lắm. Không biết là có cái nào hỗ trợ cho mình giật điện lên đây chứ từ từ liên tục ta. Rồi lặng thế sao vậy? Không biết là có bom không ăn thua các bạn ạ. Phải như thế, phải qua như thế thì là xứng tầm. Láo này cứ đi từ khu vực này qua khu vực nọ không thể hẹo được. Vừa lực tông của con hẹo giật điện này. Giật điện này lại còn giật điện lan nữa nên là rất là mạnh các bạn ạ. Mình chỉ cần một hit thôi đã đủ giật lan rồi. Này thì rồng á, còn có cả rồng ở trong này kìa. Thức ăn rồi. Chết rồi. Nhanh. À. Ủa. Ô. Hay ho nhờ. No. Rồi. Thằng mình gọi là để cho anh ra ngoài thử xách thêm pet vào như thế nào không nhá. À. Mặc dù mình chả hiểu cái phần có cái hiểu được. Wow. Ba đuôi này đấy, nó hét vào mặt mình kinh không. Rồi, hét phát nữa đi. Nào, cái con này. Để quay đã. Nào, úi giời ơi, có mấy nghìn điểm này. À, em nào. Ok, bạn ơi, thì nó hét thì kiểu như là nó không cho mình nhìn nó hét hay sao ấy. Con này hay thật. Nào. Ok các bạn ơi, vừa nãy nó hơi lỗi tí nha các bạn ơi. Giờ trở lại thôi. Có vẻ như là lần này ấy là mình sẽ ấp trứng cho anh ấy. Ấp trứng này. Lần này mình sẽ cho anh vài con pet đi theo cái nào. Không biết băng với điện nó có khắc chế nhau nhỉ. Haha, mình cho quan hệ ngôi sao. Ngoan đấy. Hay lửa nữa. Đây. Cầm cả quả TNT vào người chắc chắn là phun một phát nổ luôn. Rồi. Chiến ơi. Nào ok. Lần này vâng đây, mình đây là con rồng mới, hình như đây là con rồng cũ luôn ạ. Thì ra lúc trước là nó có con rồng này rồi. Thế mà mình cứ đù các bạn ấy chưa, nó dài gần hết cái đống này rồi đấy. Kinh khủng đấy. Úi giời. Anh nhìn tìm trứng này. Đây là chúa tìm trứng con nữa ai. Nào
điện với băng nó như thế nào đó. Nó vẫn vậy thôi các bạn ạ, điện với băng nó vẫn vậy thôi. Úi giời, nó kiểu như là chết lâu hơn ấy. Nào xem nào, nó bảo mình tìm trứng đúng không? Có cái đậu xem. Trứng gì mà bay cao thế? Nào xem, bật này lên xem tìm trứng. Nó bảo trứng ở nó bảo trứng thì ra trứng ở dưới này, đậu xanh. Nó bay đi đâu nào? Cái con này, trứng ở gần đây cơ mà. Ai, tốn công thật cái con này. Thế nào nó cứ bay tự đi không? Ở dưới khu này. Đúng luôn này, thật. Nào một quả trứng nữa này. Con này đoán không chuẩn tí nào con này. Xứng danh là một con pet tìm trứng mà. Không chuẩn tí nào. Cay à. Đi game thì không chuẩn á. Sao một con rồng ớt bằng nhờ. Ok, anh đã trở lại vào sự tàn phá hôm nay hơn xưa rồi. Có pet bạn ạ. Sự tàn phá rất là mạnh rồi. Để sao cái phần này trên này nó bi cơ. Nào bây giờ những con này bị đóng băng này đấy, nhưng mà nó ví dụ mình đi ra cho băng đều nhá. Đấy mình đi ra là chúng nó hóa băng đấy. Đấy đấy chưa, nó hóa băng kìa. Mà con dòng băng mình quay lại đấy, nó băng hết này. Thì giật tay thì thích chạy à, không chạy đâu. Electric gun. Yeah, electric gun đây. Cố gắng lên mega chớt đi. Cố gắng lên chưa chắc là nó lên được đâu con ạ. Này thì láo mét thật. Con này quá mạnh rồi con ạ. Mình đi đến đâu là sự tàn phá đấy. Thì đó cái con rồng xương kia mới, nhưng mà nó lại hợ lại ở hệ bình thường thôi, nên là sự tàn phá của nó cũng mạnh mà. Úi dồi, cây làm chẳng nên non con này là ba cây chụp lại nó cũng chả nó cần hết con ạ. Đúng cây chụp lại này, đúng cây chụp lại này, đúng. Nào mình giật. Cái xe thanh niên này à, không con ạ. Thanh niên này không giật tiền con ạ. Ôi con này bơi rất là phê con ạ. Wow, mình thích con kiểu con này bơi vãi nồi. Ôi cho cá đóng băng hết rồi. Này thì đóng băng. Đường lên ở trên này này, đấy này. Đường lên ở góc trên này. Này thì láo thật. Đấy, đi từng nơi liên tục để cho chúng xin thôi. Đấy là không là hẹo hết quân ạ. Đấy, mình hẹo nữa. Này thì là mình là dòng đói mà, không phải dòng bình thường đâu. Dòng bình thường ăn một phát nghỉ ngủ nghìn năm. Úi giời, con phù thủy nào mà sao nó bắn mồ dòng điện mà mình vẫn bị mất máu đâu. Vô lý game. Dưới này chắc chắn đấy. Đánh sắm bố à. Láo thật. Nào tràn gốc thật là nhanh lên để còn à, được cái ấy cô nạ. Đấy mình đang đi nào. Ui con này không biết đi được gốc hay lắm. Thì được nó mới à. Không. Ui đúng rồi. Góc kia nữa. Mình thấy ở dưới này có cái gì sao ấy. Góc dưới này này. Đấy. Một cái hố bình thường thôi. Cứ tưởng là cái gì. Đi lên trên thôi nào. Ui. Trở lại khu vực như cũ. Ai, mình cứ tưởng là có một khu vực mới. Nó có vẻ bọn này nó thờ ích con ạ. Hay là sao ấy. Mà nó toàn nó đặt tưởng thờ ích thôi. Hay nhờ. Hai trường điểm rồi đó. Này thì người khổng lồ. Tính ra giật con người khổng lồ vẫn là nhiều. Đúng ra con này phải ăn điện mà ạ. Ăn cái thứ như là mấy cái con chim chóc này thì ăn thế nào đâu. Ăn làm sao đầy HP được nhưng mà con này dùng đói. Một ít đấy. Úi giời ơi. Con giật cả cái con ạ. Này thì quên mất tên cái đấy rồi, nhưng mà theo mình nhớ cái tên của nó là thật. Cậu có bom ấy, chúng nổ TNT khổng lồ mày đấy. Con rồng kìa. Đúng rồi, con rồng. Mình nhớ nghĩ lại rồi,
móng vuốt của nó tức là cái tiền ấy, thì nó mới gọi là cũng là móng vuốt luôn đấy. Như bên này mình qua rồi. Electric shot nào, điện à, điện phun thật xa đấy, phun cả vạn km đúng không? Đây mình đứng đây mình quay vòng tròn đấy, phun vạn. Electric Mega ấy. Rất là ngầu ấy. Con dòng dòng Vilgax thì nó Electric Mega thì Mega Rod thì Fire Rod ấy. Mega Rod đúng rồi, Mega Rod ấy thì nó sẽ ra màu tím. Con này thì làm gì? Nào cắn lấy đi. Này thì nói à, Hunter là đâu? Nào từ cái xong nào mình đang cần là Electric Rod, ok. Electric Rod thì mình đang ở trong này. Càng quét hết ở trong này. Úi giời, phun điện xa nhìn nhìn lối. Nào hết hết Electric Rod kìa. Nào ui mình đẩy mình đẩy Electric này. Đấy chưa, cây cổ công phun nắp chùm điện luôn. Ui mình vãi nồi luôn. Wow, tối quan hình của nó mạnh quá anh bạn ạ. Wow, hết rồi. Con này quan được chữ luôn bạn ạ. Phải này dô bố đuôi. Hẹo 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 chết chết rồi. Come on ơi. Thôi video đây là kết thúc rồi. Tạm biệt tất cả các bạn.